Đây là cái giai đoạn 1 ấy, là mình sẽ làm cái menu. Menu của mình là gồm tất cả các yêu cầu này nhá. Rồi giai đoạn 2 là mình sẽ tạo cái, đầu tiên là mình phải có một cái class. Các bạn xem nè, mình sẽ có 3 class, nhưng mà mình chưa học, đến lúc này là mình chưa học cái kế thừa. Cái kế thừa thành ra là mình khoan đã làm hai cái này, chưa làm vội nhá. Mình làm từng giai đoạn thôi. Bây giờ mình làm cái nhân viên trước cho cô, rồi buổi tới cô sẽ hướng dẫn làm sao mình vẫn thêm hai class này mà chương trình vẫn chạy ok, hiểu không? Đấy, nó không ảnh hưởng, cái chương trình mình viết không ảnh hưởng gì nhá. Đó, và nó sẽ, các bạn sẽ thấy được cái ưu điểm của cái việc các bạn tận dụng cái code á, tức là tối ưu hóa khi các bạn có kế thừa với không kế thừa nó khác nhau cái gì nhá. Thì bây giờ mình sẽ giai đoạn 2 á, mình sẽ đầu tiên là mình sẽ xây một cái lớp là lớp nhân viên đã. Sau đấy mình sử dụng để mình có thể là thêm sửa xóa hay làm tất cả chức năng liên quan đến cái nhân viên. Đó. Thì cái menu là coi như các bạn có rồi. Thì bây giờ cô sẽ copy cái menu này sang đây. Cái NetBeans đây. Đấy, cái menu. Ở đây thì cô để cái menu ở đây, xong cô gọi ngược lại hoặc là để trong main cũng được nhá. Đấy, thì ở đây thì cô sẽ copy cái menu. Đấy nhá. Đây, scanner này, choi. Cô chỉ làm đến đây thôi. Ok, đến đây trước nha. Đấy, các bạn làm cái menu ở đây. Ok. Rồi. À, scanner thì các bạn import nó vào này. Hết lỗi ha. Mấy cái hàm này chưa có, các bạn comment nó đi. Đấy, chưa có mấy cái hàm này các bạn comment nó đi. Đấy. Và các bạn viết thêm vào cũng được. Một cái này mình cứ comment trước cái này đấy đi. Ok. Khi nào cần thì mình dùng thôi. À, ở đây thì bạn có viết là đến case 10 để thoát đúng không? Thì bạn có đặt câu hỏi là gì đấy ạ? Cô muốn thoát hay không đúng không? Yes, để thoát. Cho nhấn yes. À, còn nếu không thì không thoát, bạn thoát khỏi chương trình luôn. System exist. Ok chưa? Là ok rồi nhá. Rồi. Vậy thì chương trình của mình choose nhón 0 lớn 10. Không cần. Không cần. Chỗ này các bạn thêm cho có cái default ha. Default thì bắt người ta nhập lại. Hiểu ý không? Chỗ này nè. Default đúng rồi. Thì các bạn system out là nhập từ mấy ạ? Nhập từ 0 đến 10 đúng không? Cho người ta nhập lại. Còn nó chỉ thoát khi nào các bạn? Thoát khi nào nó nó gặp cái số 10 thôi. Đúng không? Gặp số 10 thôi. Vậy thì while này thì các bạn không cần phải để cái này không ạ? While này có cần để không? Không cần. Vậy while này để cái gì? Why để chu được rồi. Tại vì nó sẽ có cái để thoát. Đúng không ạ? Đấy. Vậy là đúng rồi, nó sẽ lặp hoài khi nào gặp số 10. Nó yes nó thoát, còn số 10 mà no là nó không thoát. Vậy chỗ này các bạn để chu là hoàn toàn ok, hợp lệ. Hả? Dùng go to hả? Thì phải dùng sao? Muốn nó lặp. Thì biết menu bao nhiêu lần? Biết menu bao nhiêu lần? Tức là nếu mà tiếp tục hay không á, tức là chọn tiếp tục thì menu lại thì em lại go to cái menu hả? Rồi cái này tính sau nhá. Cái này con coi lại sau. Rồi cái đấy ok, tính sau đi ha. Rồi, vậy là mình xong cái menu nè. Ok chưa? Hả? Có rồi. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ rồi mình sẽ bài giai đoạn 2 nha. Giai đoạn 2 là ta sẽ xây dựng một lớp nhân viên. Các bạn cứ xây dựng đúng theo cái lớp này cho cô.
Còn cái khúc sau mình sửa thì mình nói sao nha, mình xây dựng đúng theo cái lớp này cho cô. À, bây giờ các bạn nè, vào đây các bạn xây dựng cho cô một cái lớp nhân viên. Đây, click chuột phải nè. New nè, Java class nè, nhân viên nè. Ok, lưu ý cho cô là tên class á, là các bạn thường sẽ đặt cái chữ đầu là chữ hoa ha. Rồi, trong này các bạn sẽ có mã sinh viên, họ tên và lương, ở đây có kiểu luôn. Các bạn để cho cô private hết nha. Ok chưa? Private. Cái này string mã nhân viên. Ok. Private string tên nhân viên và private double lương, đúng không? Các bạn tạo getter setter, cái này rõ chưa ạ? Getter setter các bạn rõ chưa? Getter setter nếu các bạn rõ rồi á thì các bạn có thể click chuột phải nè. À, các bạn chọn gì đấy ạ? À, source. Đâu? Insert code. Rồi chọn cái dưới là getter setter, select hết. Mấy ông này rành quá nhỉ. Rồi. Ok, coi nha. À, ở đây thì nó không nói đến constructor, thì các bạn thích thì thêm vào, không thích thì thôi, tùy từng bài của mình. Thì nếu như mà không nói gì constructor thì sẽ thêm một, nó tự động nó có một constructor không đổi số. Ok chưa? Không nội dung, không đổi số. Tức là từ nó có gọi là constructor default nhá. Ok chưa? Rồi, bây giờ nè, các bạn thêm cho cô ba cái hàm. Thứ nhất là hàm get thu nhập trả về là double, đúng rồi. Hàm là có để public cho cô. Viết trên cũng được, viết dưới cũng được, không quan trọng nhá. Public là double get thu nhập, đúng không? Hàm thì chữ đầu viết thường, đúng không ạ? Rồi, ở đây cô chưa biết là cái get thu nhập trả về gì. Các bạn cứ trả về return 0 hoặc return null để đó đã. Ok chưa? Rồi hai là get thuế thu nhập nè. Đúng không? Cũng trả về double. Ok chưa? Get thuế. Thuế thu nhập. Đúng chưa? Cũng trả về double. Và còn xuất thông tin không nói gì cả, có nghĩa nó trả về là gì ạ? Xuất thông tin không trả về gì cả thì nó nghĩa là gì ạ? À, void. Ở đây các bạn thì cũng gọi là public void xuất thông tin. Ok chưa? Rồi, void thì không cần return. Tức là mình đã viết xong được cái này nhé. Mình đã viết xong được cái class là nhân viên, xong rồi ha. Rồi bây giờ mình đi vào nè. Bây giờ get thu nhập và thuế thu nhập thì sẽ như thế nào nè? Ở đây nha. À, ở đây người ta nói gì? Cô nói đến thu nhập không? Không nói đến thu nhập hả? Rồi, vậy như thế này. Anh này chỉ có lương. Nếu nhân viên chỉ có lương thì thu nhập của anh này là nó là bằng gì đấy ạ? Có phải là bằng lương? Thuế thu nhập bằng 10%, thường sẽ 10% đúng không? Thì sẽ lấy thu nhập sẽ bằng lương trừ chứ 10% đúng không? Thì ra thu nhập cuối cùng đúng không? Ok không ạ? Vậy thì thuế thu nhập sẽ return lương nhân mấy ạ? Lương nhân cho, đúng rồi, 0.1. Giả sử vậy đi, mình lấy công thức đơn giản thôi. Thực tế công thức nó phức tạp hơn, đúng không? Đấy. Rồi bây giờ nè, còn cái thu nhập cuối cùng sẽ bằng cái anh lương đó trừ cho cái thuế. Mình phải trừ thuế ra, hiểu không? Thì sẽ bằng lương trừ cho get thuế thu nhập, đúng chưa? Thực tế á, nếu các bạn search á, các bạn sẽ thấy là nếu mà lương mà 9 triệu thì nó sẽ không có tính thuế thu nhập, đúng không? Đấy, ví dụ như là từ 9 đến 11, chứ giờ là 11 triệu từ 11 đến 15 triệu thì tính bao nhiêu đâu nhá? Có không? Coi nào. Ở đây, thuế thu nhập được tính theo phương lũy tiến là dưới 9 triệu không đóng thuế. À, rồi, tính luôn nè. Đúng không? Cây này là
dưới 9 triệu nè. Ít. Ít gì ạ? Lương. Cái này rồi cũng phải viết lại à? Lương gì ạ? À, nhỏ hơn hoặc bằng 9 đi. 9.000 đi nhé. Để triệu nó dài quá thì return 0. Đúng không? L if à 9 đến 15, à, lương nhỏ hơn hoặc bằng 15.000 thì return mấy ạ? À, return lương nhân anh này đúng không? À, nó sẽ lấy là gì đấy ạ? Cái phần dư ra. Cái phần dư ra nó mới nhân với 0.1 thôi. Chứ không phải nhân 10% hết là trật ạ. Vậy thì mình sẽ là sao? Lương trừ cho mấy? Trừ cho 9 đúng không? Ok chưa? Ok chưa? Đó. Còn nếu trên 15 triệu thì đóng 12%. Anh nào trên 15 triệu thì đóng 12% thì cái này là else. Thì nó sẽ bằng là gì đấy ạ? 15 trừ 9 là mấy các bạn? Return 15 trừ 9 là 6. 6.000 nhân cho 10% là 600 đúng không? 600 cộng cho nhiêu? Cộng cho phần lương trừ cho 15.000 đúng không? Nhân cho 0.12. hiểu chỗ này không? Giống tiền điện ấy, giống tiền điện ấy. Nếu mà điện mà dưới này thì trả về không là không tính thuế đúng không? Nếu mà từ khoảng nó lớn hơn, tức là nó khoảng từ 9 đến 15 thì cái khoảng 9 là mình không tính thuế. Mình chỉ tính cái khúc mà 10 từ 9 đến 15 mình tính cho nó là 0.1% thôi. À 10% thôi. Đúng không? Đó. Còn nếu như anh lũy tiến tiếp, lượng thuế thu nhập nó lũy tiến vậy đó. Lũy tiến tiếp. Thì có phải là anh này nếu mà 9 triệu cái khoảng mà lớn hơn 15 triệu á, thì cái khoảng mà từ 15 đến 9 triệu à 9 đến 15 triệu nó tính 10%, tức là 600 đúng không? Tôi cộng thêm cái phần lũy tiến phía sau nữa đúng không? Nó chỉ là công thức thôi mà. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Đấy, mình tính lũy tiến thôi. Rồi, vậy là mình xong cái tính cái này rồi. À, thu nhập được tổng các khoản thu. Thu nhập, ghét thu nhập là tổng các khoản thu. Vậy thì thu nhập. Rồi, thu nhập, ok. Các khoản thu. Nếu vậy thì cái này sẽ là bằng lương. Đúng không? Return lương này. Rồi. Đó. Thì cái này các bạn thay lương bằng ghét thu nhập cho cô. Thu nhập là tổng các khoản thu nha. Ok. Rồi. Rồi còn một cái nữa nè. Thu nhập cuối cùng. Nó có thu nhập nè. Xong thuế nè. Xong phải có thu nhập cuối cùng đúng không? Thu nhập cuối cùng mình sẽ không viết cái hàm ở đây, mà mình xuất ở trong cái xuất thông tin. Vậy xuất thông tin mình xuất cái gì nhìn nha. À, system app print nè. Ở đây có để print app nha. Đầu tiên là mình sẽ có là mã nhân viên. Mã nhân viên string là phần trăm s. Đúng chưa? Ở đây là mã là có thể để 10. Mình để 10s trừ 10s. Được chưa? Ok. Tên thì để 20 đúng không? Phần trăm trừ 20 s là tên. Rồi. Anh ta sẽ có là thu nhập. Cô không có in cái lương mà cô sẽ in cái thu nhập. Vậy ở đây cô sẽ là phần trăm. À, ví dụ như các bạn có mấy số nhỉ? À, 9.000 là 4 số, 5 số, 6 số. Cô để khoảng 6 số, 6 hoặc 7 số. Thì đấy là 7.1 F. Đúng không?
đó là thu nhập, còn thuế, thuế nè là phần trăm 7.1F luôn. Phần trăm à. Rồi. Và cuối cùng là copy luôn nha. Và cuối cùng là anh thu nhập cuối cùng. Hiểu không? Anh còn lại. Ok chưa? Phẩy nè. Ở đây cô sẽ là đít chấm nè. Mã nè. Đúng không? Phẩy nè, đít chấm tên nè. Phẩy nè. Đít chấm không không ghét thu nhập luôn ha, ghét thu nhập nè. Ok. Hả? Mã sao? Mã này, tên này. Không không, dùng làm gì? Cái gì ở ngoài gọi thôi, ở trong thì không cần. Hiểu không? Cái đấy là ham getter, setter, chỉ có cái class ngoài gọi thôi. Nhá. Rồi cái này là get thuế nè. Đúng không? Thuế nè. Và cuối cùng là mình lấy thu nhập trừ thuế. Trừ cho thuế. Là ra cái cuối cùng. Được chưa? Ok. Rồi. Cô lấy ví dụ nhá. Cô tách thử cái hàm này. Cô tách thử cái nhân viên nhá. Có thể các bạn test trong menu. Tùy. Public static void main đi ha. Cái này cô để main cho nó chạy luôn nè. Ok. Rồi, giả sử như một case 1 các bạn nhập, cô viết cái hàm nhập ha. Đây. Public static void nhập. Cô viết cái hàm nhập đây. Ok. Hàm nhập này cô sẽ sử dụng, cô nhập, cô nhập một cái giá trị và cô để cái hai là cái suất luôn đi ha. Suất ra luôn nè. Được chưa? Xuất một cái thôi, đầu tiên cô nhập một và cô xuất một trước. Đồng ý chưa? Đấy nha. Đây hàm xuất nè. Ok không? Rồi, nhập nè. À cô tạo một cái class. Class là nhân viên. Cô nhập vào class đó, nhập một object đó, xong rồi cô xuất đúng cái object để ra. Lưu ý nè. Tại vì cái này là hai cái hàm, hai cái hàm khác nhau, thành ra các bạn phải đặt một cái biến chung. Nếu các bạn muốn nhập và xuất được nó ra thì đặt một biến chung. Đặt biến chung thì đặt ở ngoài tất cả các cái hàm này. Ngay tiếp nha. Tại vì cái hàm này của mình để static, cho nên cái biến mà các bạn dùng á cũng phải là static thì nó mới gọi được. Nếu mà để cái biến thua, biến năng static là không gọi được. Đấy. Cho nên nhiều lúc các bạn đừng có làm dùng static quá. Nếu mà có một vài trường hợp để buổi sau cô sẽ nói các bạn vài trường hợp các bạn dùng static á, thì nó sẽ bị gọi là bị chồng cái value, gọi là bị cái trường hợp là bị chồng cái dữ liệu á, gọi là stuck á, nó lưu trữ nó chồng chồng lên nhau trong bộ nhớ đó, thì nó sẽ bị đè cái value của nó. Không xài static được. Không xài static thì các bạn ở đây các bạn phải làm như này nè. Nếu trường hợp này không xài static. À đúng rồi, new một cái menu. Chính xác. À nhưng mà đây xài cũng được không sao cả trong tình huống này rồi. Cô sẽ để một cái static nè. Nhân viên NV bằng new nhân viên. Được chưa? Sau đó đây cô nhập nè. Nhập nhân viên ha. Đó, scanner có rồi đúng không? Hình như các bạn để scanner rồi. À scanner trong này không được, vậy mình sẽ để scanner ngoài này. Scanner SC bằng new scanner System.min. Đấy. Các bạn ghi là nhập tên đúng không? Nhập mã hai chấm nè. Rồi mình sẽ có là nv.set nè. Set mã nè. Đúng không? Rồi sc.next line. Được chưa? Rồi, tiếp tục nè. Chỗ này các bạn có hiểu không nhỉ? Đây là nhập tên nè.
À, các bạn xét tên nè, đúng không? Đó, neckline tiếp nè. Rồi các bạn nhập lương nè. Cái này nhập lương nè. Ở đây là NV xét lương nè, đúng không? Next double ha. Ok chưa? Rồi xong rồi đó. Được chưa? Xuất nè. Xuất thì các bạn để là NV nè. Chấm xuất thông tin là xong. Ok chưa? Ok chưa? Đấy là xuất 1 nha, 1 nha. 1, rồi chạy thử nè. Chạy thử nè, xem có lỗi gì không nha. Run nè. Rồi. Ui. Rồi 1 nè. Nhập mã nè, 1111 nè. Nhập tên nè, ABC nè. Rồi lương nè. À 11.000 ha. Đúng không? Rồi, 2 nè. Xuất nè. Đúng không? 11 nè, ABC nè. Đúng chưa? 11.000 nè. Thuế 200 nè. Mình còn lại là nhiêu ạ? 1080 đúng không? Chuẩn chưa? Ok chưa? Đâu hết rồi. Đúng không? Ừ. Đó. Vậy là đó là được một đồng chí. Rồi thoát ra ngoài nha. Rồi. Nhớ có xem thêm sẹc N vào đây. Đó, vậy là bây giờ như này nhá, sẹc N đây này. Bây giờ nhập nhiều thì sao? Nhìn nhá. Đó là mình một đồng chí thôi, bây giờ nhiều thì sao các bạn nhìn nhá. Chỗ này nè. Cô tạo relic đúng rồi. Static. Relic. Đó, các bạn tạo relic. Đây. Và cái class của nó trong này các bạn để là nhân viên. Rồi tạo một cái danh sách nha. Bằng new relic. Rồi. Bây giờ nè, cái này để nguyên. Thế này, nhập nhá. Mình nhập từng phân tử. Sau này mình nhập vô trong clip đúng không? Bây giờ nhìn nè, cô nhập xong cô sẽ hỏi là bạn có tiếp tục hay không? Được không? Cái này bữa trước làm rồi. Đúng không? Bữa trước làm rồi, giờ làm lại nhá. Cũng do why ha. Do why. Chu. Đó. Ok chưa? Xong hỏi sao nhỉ? Vào nè. Bắt buộc các bạn phải tạo ra một cái object là nhân viên. Ở đây nhìn nha các bạn nhìn nè. Mình ở đây mình đang tạo gì đấy ạ? Tạo một cái danh sách thôi. Hiểu không ạ? Cái danh sách này hiện tại chưa chứa một cái gì cả. Bây giờ mình phải mà bắt buộc cái danh sách này nè. Mỗi phần tử của nó phải là một cái object nhân viên. Hiểu không? Bắt buộc cái danh sách này nó chứa mỗi phần tử của nó phải là một cái object nhân viên. Chứa cái khác là sai nhá. Chứa số 1 cũng sai, chứa chuỗi cũng sai, nó chỉ chứa được object là nhân viên thôi. Rồi bây giờ nè, mình bây giờ nhiệm vụ của mình là đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái object nhân viên. Mình nhập dữ liệu vào cho object đó. Đấy nha. Tạo object nè. Nhân viên. NV sẽ gắn bằng new nhân viên. Cái này mới là câu lệnh tạo một object nè. Sau đấy mình sẽ nhập dữ liệu vào cho object nhân viên này. Đồng ý chưa? Mình nhập dữ liệu vào cho nó. Và object nhân viên này đã có dữ liệu rồi. Sau đấy mình add nó vào danh sách nha. Danh sách chấm add. Đó. Vậy là sau câu lệnh này, cái danh sách này có thêm một phần tử. Được chưa? Ok không? Rồi nha. Sau đó các bạn muốn add nữa hay không? Các bạn đặt câu hỏi, đúng không? Có copy của em trên này nha. Có copy cái trên này nè. Bạn lấy luôn cái này. Hiểu không?
bạn có muốn thoát hay không? If yes again gì đó, exit, không phải exit nha, cô sẽ dùng cái câu lệnh break, được không? Lấy luôn, đó, ít chắc không khác cái gì cả. Bây giờ hỏi nó tiếp tục hay không? Format này, mình sẽ không để là text mà mình sẽ để là string, string text luôn, không sao hết. Em để yes đúng không? Không sao hết. Nếu mà thoát thì cái này để là break thôi. Được chưa? Thấy đơn giản chưa? Ok. Đấy. Xong chưa? Rồi, bây giờ in ra ngoài nè. Ra ngoài mình sẽ dùng vùng lặp để mình xuất nó ra thôi. Mình có danh sách rồi. Mình nhập bao nhiêu là tùy mình. Mình có danh sách rồi. Cái này mà để không bị nhảy á, các bạn để cái câu lệnh này nè. Đằng trước mỗi lần các bạn nhập chuỗi, có chỗ nào neckline các bạn để thôi thì nó sẽ không bị nhảy. Gọi là new lại bộ đệm, tức là mình new lại, mình làm mới bộ đệm, được không? Cái new lại kỳ quá, nó làm mới bộ đệm, kệ nó. Rồi bây giờ để mình được một cái danh sách rồi nhá, tức là mình được nhiều phần tử rồi. Bây giờ mình muốn xuất các phần tử ra ngoài thì mình phải dùng vòng lặp nhá. Rồi cô nhắc lại, mình có cái vòng lặp này nè, for đúng không, for x, for x tức là for nhân viên, đúng rồi, nhân viên nv in, for in danh sách là xong rồi. Mình xuất ra ngoài thì có nv chấm xuất thông tin, cái này viết ở trong cái class nhân viên rồi, đúng chưa? Rồi chạy nha. Ok, run nè. 1 nhập nè, mã PS0001 Nguyễn Văn Thưởng, ai đó tùy, lương là ví dụ như là 8.000 đô. No. Rồi bản thứ hai đúng không? PS0002. Đó. Đào Văn Vinh, không biết ai nhá, lương 11.000 đô, ngày 11.000 đá mới được ha. Rồi được hai bàn đúng không? Rồi không nhập nữa nhá, thoát nè, yes. Rồi muốn in nè, nhấn số 2 để xuất nha. Danh sách có chưa? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Đấy, anh này lương 8.000 thì không có thuế. Rồi các bạn làm một cái dòng tiêu đề trên thì sao? Muốn làm một dòng tiêu đề phía trên á thì sao? À, rồi làm một dòng tiêu đề phía trên thì các bạn sang các bạn copy cái chuỗi này thôi cho cô, các bạn để sang đây trên cái này, trên vòng là for ha, ở chỗ này là để s hết nè, 7 nè, s hết nè, s hết nè, ở đây để là gì? Mã đúng không? In ra cái chuỗi á. Mã nhân viên. In ra cái chuỗi thôi, mình in ra cái chuỗi bình thường thôi. Tên nhân viên. Ở đây là thu nhập. Thu nhập. Cái này là thuế. Thuế. Thu nhập cá nhân. Còn anh này là gì? Anh này là thu nhập cuối cùng đúng không? Tổng đi. Ok, chạy lại nha. Một là nhập nè, cô để 11 đi, 11111, lương là 8.000. Đó, no. Đó, 2222, đó, lương là 12.000. Đó, rồi, thoát ra ngoài. Đó, ấn 2, in 2 ra. Đúng không? Mã nhân viên nè, tên nè, thu nhập nè, chữ này hơi dài cho nên bị thụt ra đây, thuế nè, tổng nè, ok chưa? Chữ cho nó ngắn ngắn xíu, chữ này dài quá, ổn chưa? Alright, quá dễ, vậy là ok rồi đó, là xong một phần. Vậy là các bạn coi như là các bạn đã xong được một phần. Bây giờ bạn nào thích tìm sửa xóa gì đó thì cô sẽ demo tiếp, đúng không? Đó, còn như thế này là các bạn đã xong được một phần rồi. Rồi buổi tới, bây giờ nè,
Buổi tới cô sẽ hướng dẫn các bạn tiếp. Mình không chỉ dừng buổi tới là mình học cái phần kế thừa. Cái phần đấy là phần cực kỳ hay luôn, được không? Tức là mình chỉ không chỉ dừng ở cái nhân viên, mà mình sẽ thêm hai anh này vào nữa nhá. Hai anh này vào nữa. Đó. Rồi ngoài chức năng thêm, nhập và xuất. Rồi tìm và hiển thị nhân viên theo mã. Cái này có cần demo luôn không? Nghe. Tìm và hiển thị nhân viên theo mã. Cái này có cần làm luôn không? Đây, cập nhật thông tin nè, theo mã nè, xóa nhân viên theo mã nè. Rồi, cái này cô... nhập cái mã ở ngoài rồi, xong rồi bằng những cái mã trong cái... Đúng rồi. Rồi demo luôn nhá. Sau có tại sau mình có cái này gọi là cái nào? Cũng vậy à? Ơi.